Ghi nhận tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, nhiều ruộng lúa nếp chỉ còn một tuần nữa là đến thời điểm thu, nhưng lại bị đổ ngã do mưa lớn kéo dài và liên tục. Ước năng suất giảm khoảng 30% sau khi thu hoạch. Nhiều nông hộ thậm chí phải tốn thêm chi phí tiền thuê máy cắt thu hoạch cao hơn 100.000 đồng một công so với thông thường. Hiện ngành chức năng chưa thể thống kê được tổng diện tích cũng như mức độ thiệt hại do lúa nếp bị đổ ngã.